Hello tất cả anh em nhé Thì mình là cho đẹp đây Thì à, à mình, à, mà... mẹo, à, mình sẽ làm lại cái mẹo mà Cái mẹo Mình sẽ làm lại một cái mẹo mà Gì nhỉ Hôm qua các bạn hỏi Mình hỏi các bạn Thì các bạn nói gì cho mình nhỉ à, Cái gì nhỉ Lại quên mất nữa rồi Thì có nhiều bạn cứ nói là Mình chơi lớn đi Đấy, Mình chơi nhỏ quá Thì có nhiều người lại không muốn xem ấy thì hôm nay thì mình sẽ chơi một khoản tiền nó vừa, vừa phải cho anh em xem nhé rồi à hôm qua mình nói cho anh em là mình sẽ hướng dẫn anh em chơi sóc đĩa mà Đấy, hôm nay là mình sẽ làm mẹo chơi sóc đĩa nhá mình nhiều việc lắm anh em ạ à. nhiều khi mình làm video mình còn bị quên nữa anh em nhá còn bị quên làm video nữa đấy rồi thì mình sẽ tính mình sẽ tính cái mẹo à, chơi cái sóc đĩa này cho anh em nhá anh em sẽ xem nhìn bán đi trước rồi tính sau anh em nhá cái này thì anh em cái này là xác suất anh em nhá xác suất chúng tôi phải tính cả anh em nhá rồi anh giờ xem ở đâu nó có hai 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 số lẻ đi cùng nhau này à, ở đây nhá rồi có nghĩa là ván này nó phá nó phá của hai con lẻ nó đi trước ấy rồi nó phá anh em nhá cho nên là ván này đi chúng tôi sẽ không biết là nó đi cái gì à nó đi lại đi 3 chấm một đỏ anh em nhá nó đi ba chấm một đỏ nó đi 3 chấm một đỏ thế này là từ từ nhá chúng tôi không thể cược được nhá nó đi như vậy thì chúng ta không thể cược được đâu, anh em nhá. Rồi, không thể cược được và chỉ có thể chờ anh em nhá, chỉ có thể chờ thôi. Rồi, mình sẽ chờ khi nào mà nó phá, nó phá đi thành cầu mới thì mình sẽ cược theo. Rồi, ok nó về chám anh em nhá. Rồi, anh em sẽ xem ở đây đây. À, sau cầu này thì nó, nó đi một cầu này là nó bị chám được, cho nên là mình sẽ cược nhá, mình sẽ cược. Um vào cửa này đi 40k nhá Cược vừa phải anh em ạ à, chứ mình cần mình mình sẽ không mình sẽ không hướng dẫn anh em ăn non đâu tại vì ăn non thì mình đã nói rất là nhiều rồi anh em nhá mình sẽ hướng dẫn cho anh em mà chơi đúng chuẩn luôn ok chưa sự tính của mình nó không bao giờ sai anh em nhá sai là chỉ khi là mình tính quá nhanh thì nó sẽ sai thôi thì lý do mình mình cửa cửa này là như nào đấy anh em xem cho mình nhá ván trước nó đi nó đi cửa lẻ nó đi cửa ba chắn một đỏ như này anh em nhé nó đi ba chám một đỏ thì nó sẽ nhảy sang ra chám ở đây nơi cái này ấy, nó sẽ nhảy sang ra chám ở dưới có nghĩa là nó sẽ đi lừa mình để mình không biết đấy rồi nó lại về con này thôi dễ hiểu như vậy thôi mà anh em nhé rồi thì theo ước theo dự tính của mình thì nó đi hai con đỏ một chám thì nó sẽ đi như cái này Ủa đâu nhỉ à, đi cái này nhá đi như cái này với cái này cho nên là nhiều khi ván này nó sẽ đi nó sẽ nó sẽ ra ở đây hoặc là nó sẽ ra ở chắn này nhá chứ nó sẽ không về cửa này nữa anh em ạ. Rồi mình sẽ cược, sẽ cược nhá ô oh, nó về nó về cửa chắn rồi, nó về cửa chắn là nó về cửa chắn là chúng ta phải tính khác anh em nhé. Bây giờ là chúng ta phải tính khác đi. Đấy bây giờ là nó về cửa chán là chúng ta lại bắt lại bắt cửa này anh em ạ, lại bắt cửa này nhá Thì lý do là chúng ta lại bắt cửa này, tại vì cửa ba đỏ một chắn này thì uh, bên trước nó cũng đi chắn và bên sau nó cũng đi chán mà cho nên vấn này là chúng ta lại lại bắt về nó thôi, lại bắt nó thôi anh em nhé lại bắt nó là chuẩn thôi chuẩn chưa anh em dự tính của mình nó không bao giờ sai mà nhưng mà lý do là mình thua là như nào lý do mình thua là mình hơi liều đấy mình liều ad sao được thì mình chết thôi đấy chơi game là chơi nói dễ hiểu anh em nhé ván này đi thì uh, nếu không có gì thay đổi thì nó lại về cửa ba đầu một chán hoặc nó là về cửa chán thôi Rồi mà ván này mình không chắc anh em nhé mình không chắc cho lắm cho nên là mình bỏ cửa chắn anh em ạ không chắc thì bấm bắt cửa chắn thôi ồ oh, bạn này nó sai rồi anh em ạ nó sai rồi đấy rồi thì nó đi ở đây mà nó kết thúc ở đây thì nó báo hiệu cho chúng ta rằng nó sẽ đi thành một cầu mới anh em nhé cái này nhìn thì nó anh em muốn chưa biết thì anh em sẽ rất là khó hiểu anh em nhé rồi thì lý do lý do mình làm thì mình sẽ làm hơi hơi nhanh một tí anh em nhé rồi bọn này mình cũng không biết đâu anh em ạ mình không biết đâu mình chỉ có thể chờ thôi anh em ạ à. chờ thôi nhá. Ồ oh, nó lại về cửa này à Nó về cửa này thì từ từ anh em nhá Bây giờ nó bắt đầu khó anh em nhá Xem nào nó có ba cửa chắn không đây Nó không có bao giờ mà nó đi ba chắn cả Nó đi một ván ở đây nhưng mà nó khác anh em nhá Nó đi như vậy thì nó báo hiệu cho chúng ta rằng là ván này chúng ta lại bắt ở đây đi Đấy Bắt ở đây thì nó mới chuẩn Đấy Nó nói cho chúng ta biết là như thế anh em nhá Mình sẽ cược xem nó có đúng khung anh em nhá Mẹo thì nó có rất là mẹo chơi À rất là nhiều Chuẩn chơi anh em Đấy mình là mình chơi nhiều game mình tính mình tính toán của mình thì lý do là mình chơi game thì nó vừa vừa phải nó mình chơi vừa phải sau tiền mà mình hướng dẫn cho anh em em có hiểu không nhỉ mình hướng dẫn nó hơi nhanh ấy ván này nếu không có gì thay đổi thì chúng ta bắt chám thôi nhá nhưng mà mình sợ ván này thì game nó lại phá có nghĩa là nó phá nó sẽ phá đi một cọng bẹt lẻ ấy. cho nên là ván này nó sẽ đi lẻ tiết ấy. anh em nhá ui rồi đúng luôn anh em ạ à. mình thấy là rất là ít khi nó sẽ đi nó sẽ đi ba đầu một chán này bún ván liên tiết nhá ít khi rất là ít khi anh em nhá rất là ít khi nhưng mà mình vẫn không chắc cho lắm tại vì mình thấy là nó vẫn chưa được nó vẫn chưa đi mệt lẻ anh em nhá cho nên ván này thì mình sẽ bỏ anh em nhá mình sẽ bỏ đấy anh em thấy mình chơi game là mình nói anh em có hiểu không đây anh em không hiểu thì anh em lại comment cho mình để mình làm lại nhá đúng rồi nó về chám rồi anh em nhá bây giờ nó về chám nó về chám như ở đây anh em nhá cho nên là ván này thì À uh... Vẫn này nó có hai kết quả anh em ạ. Không biết là chúng ta nên chọn ở đâu anh em nhé. Ông đại gia đang cược vào cửa 3 trắng một đỏ rồi, mình lại cược vào cửa này anh em ạ. Tại vì dự tính của mình thì mình sẽ cược số lại đi anh em nhé. Cược để cho AD nó không biết đấy. Rồi, mình vẫn không chắc anh em nhé, không chắc. À loại ra, ra nhá, đúng chuẩn luôn anh em ạ. Thì mình nói là mình không chắc thì mình sẽ có nghĩa là không chắc thì mình chỉ có thể là vòng bừa anh em nhá, vòng bừa thôi. Rồi. Thì bây giờ nó sẽ phá anh em nhá, chẳng ở đâu nhỉ? ở đây à, nó sẽ phá nhá, có nghĩa là nó sẽ đi cửa ba đỏ, ba ba trắng một đỏ hoặc là nó sẽ về cửa chắn thôi, nhưng mà mình sẽ bắt cửa chán anh em nhá, tại vì nó đi cửa đỏ rất là nhiều, cho nên mình sẽ bắt cửa chán anh em ạ à. chuẩn chưa anh em, đấy, dự tính của mình thì uh, nó cũng là vừa tuần của mình rồi, đấy, ok nhá, rồi bây giờ thì mình nghĩ là nó sẽ đi, nó sẽ đi cầu, nó sẽ đi theo kiểu mà cầu một 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 lúc xong nó sẽ tử bẻ mà nó không có kết quả. À nó không có dấu hiệu gì anh em nhé Cho nên là ván này mình không biết là à, Cửa lẻ nó ra cửa gì cho nên mình sẽ bắt thì cửa lẻ xem thôi Mình sẽ không bắt hay cửa rồi anh em nhé Rồi <laughs> Ok chuẩn chưa Chuẩn chưa anh em Đấy Bây giờ là mình mình sẽ phân Mình vừa phân tích mà mình vừa cho cho anh xem mà Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là chắc nó sẽ không thể đi Và ván... nó sẽ không thể đi uh... Nó sẽ không thể đi cửa ba đổ một chặng này đâu anh em nhé Mình sẽ cược thử Ván này mình vẫn không chắc đâu anh em ạ à, Tại vì mình không biết là cái cầu này khi nào mà nó sẽ nó sẽ tự động kiểu mà một lúc sau thì nó sẽ tự động đi thành một cầu mới ấy. anh em nhá. À mấy là sai rồi, vẫn là sai rồi. Nó vẫn về chán anh em nhá. Nó vẫn về chán thì vấn này chúng ta lại bắt lẻ thôi anh em nhá. Từ 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 anh em nhá. Nó bắt đầu từ chấm. Nhưng mà kiểu gì kiểu thì chúng ta vẫn phải phá văn này anh em nhá, vẫn phải phá. Chứ chúng tôi không phá là nó sẽ không bao giờ đi thành một cầu mới đâu anh em nhá. Rồi, 63k anh em ạ. À. Chúng tôi phải phá anh em ạ. Không phá thì nó vẫn đi một một thế này mãi thôi anh em nhá. Ở à, bên này sai rồi, bên này đi uh, 4 chám rồi anh em ạ. Cửa 4 chám này nó nhân 15 đấy anh em nhá. Rồi, bây giờ là nó phá. Nó phá thì anh em phải xem ở đây nhá. Đấy. Nó sẽ giống như đây thôi, ba đỏ 4 4 chán, 4 đỏ 4 chán này thì nó sẽ đi nha, ba chám một đỏ thôi. Ok nhá. Lại cược thôi, cược lớn một tí đi xem nào cho nó mầm máu đi. Ok nhá. Không chắc cho lắm nhưng mà vẫn vào tiền anh em ạ. <laughs> không biết là nó có về hay không anh em nhá. À nó vẫn đi gửi chán anh em ạ. Nó vẫn đi gửi chám nhá. Không sao cả anh em ạ. Rồi, từ từ hình như là mình thấy một ván trước kia nó đi như này là nó sẽ đi thành cầu bắt đầu một chán anh em ạ. Nhưng mà nó đi qua rồi anh em mà nó đi qua rồi. Ván này là nếu dự tính của mình thì mình vẫn cược cửa cửa cú anh em ạ, vẫn cược nhá. Đấy, vẫn cược nhá. Đấy, một ăn tiền của game thì nó phải liều thôi anh em ạ, phải liều thì mới ăn thôi anh em nhá phải liều thôi, À nó vẫn đi cửa chán anh em ạ. À. ôi rồi. Thế là anh em soi tôi à? Ừ, ừ, ừ. À, mình biết. Nó nó muốn về cửa này thì nó phải đi hết ba cửa này thì nó mới về anh em ạ. À. Mình sẽ lại cược nhá, ít hai nhá. Ờ, ở ít hai nhá. Đấy, lại cược, cứ cược anh em ạ, à. cứ cược thôi. Tại vì kiểu gì kiểu thì nó đi hết thì nó sẽ ra thôi mà anh em nhá, nó sẽ ra thôi. Nó vẫn đi cửa chán anh em ạ. À. Thế là game soi tôi à. Soi là chết đấy anh em nhá, không phải đùa đâu anh em ạ. À. Nhiều khi game nó soi thì nó soi đến tận cùng luôn anh em ơi. Rồi, ván này thì mình sẽ đợi gần hết giờ thì mình sẽ cược anh em nhá. Tại vì mình cược nhanh thì mình cũng sợ là game nó soi mình ấy, cho nên là mình sẽ đợi gần hết giờ thì mình sẽ cược anh em nhá. 3 2 1 bắt đầu thôi. Ôi rồi ôi, chết rồi anh em ạ. À. Chơi lâu đi là game nó soi chết thật anh em nhá, anh em xem đây đi một bể đỏ thế này mà nó vẫn chưa bao giờ đi cửa ba chắn một đỏ này anh em nhá, có nghĩa là ván này bây giờ đi nó bắt đầu toàn anh em nhá, anh em mà chưa đến đây là anh có thể nghỉ được anh em nhá, không thể liều then đâu anh em có thể nghỉ được nhá, rồi không liều then như mình đâu anh em nhá, ôi rồi chép rồi anh em ạ, à. đấy, hứng giữ cầu cho anh em mà mình ăn một hai ván mà anh em nó thấy thì anh em nó xoay thật anh em nhá, rồi rồi từ từ nhá. Cái gì cũng phải từ từ anh em ạ. À. à mình sẽ chơi uh, mình sẽ chơi ALL luôn cho anh em xem đi tại vì mình nghĩ là mình chơi nhỏ quá thì nhiều anh em sẽ không tin đâu. Đấy. Kể cả mình có thua đi nào đi nữa thì mình sẽ cố tình à, mình sẽ cố gắng gỡ lại anh em nhá. Ôi rồi thua thật anh em ạ. À. Đấy, gần nó xoay là xoay thật anh em nhá. Nó vẫn không về anh em nhá. Anh em xem mình cược ở đâu nhỉ? Mình cược uh, từ khi từ cầu uh, nó đi 5 cầu nó vẫn không về anh em nhá mình sẽ chờ ván này nó nếu mà nó ra đúng cửa đó thì chắc chắn là game soi anh em nhá mà anh em có hiểu về game soi không đây chắc là nhiều anh em sẽ không hiểu đâu ok nhá chờ kết quả anh em ạ à, à nó vẫn không về nó vẫn về thế có nghĩa là có nghĩa là mình có nghĩa là có nghĩa là mình có nghĩa là mình vừa vội quá mà anh không mình không đợi anh em nhá ok nghỉ ở đây anh em nhá